biết bao con đường, mà sao ta vẫn đi con đường ấy. Có biết bao nhiêu người, mà sao anh vẫn yêu em. Lý do để chọn live show tên là yêu thì nó có rất nhiều lý do, và những một lý do ý nghĩa tại sao mình chọn đó là yêu đến không phải tình yêu nam nữ, không phải tình yêu cả anh em bạn bè người thân, tình yêu đất nước, tình yêu trai gái, tình yêu tất cả mọi người đã ủng hộ luôn, các fan club luôn ủng hộ người suốt chặng đường 5 năm qua. Cười đi em, đừng khóc nhé. Mình xa nhau, có lẽ cũng do ông trời đã cho ta được gặp nhau, nhưng không cho ta bên nhau. Rồi ngày mai ở bên em, không phải ai nhưng sẽ có người thay thế anh yêu em. Dù bên nhau chỉ trong phút giây, nhưng anh sẽ nhớ. Những lời nói ngọt ngào
chặt vào nhau. Anh chỉ muốn ôm em, ôm chặt mãi không buông. Anh chỉ ước em mãi là của anh. Nhưng sự thật không thể đổi, em giờ đã có người bên cạnh em. Ngày mai không phải là anh. Em đã nói những lời anh cảm thấy ra rời. Có lẽ ta chỉ là bạn thôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Ngày hôm nay thì ngay từ những câu hát đầu tiên đã trải qua rất nhiều các buổi biểu diễn trong và ngoài nước, chinh chiến rất nhiều. Nhưng mà lâu lắm rồi Việt mới tận hưởng cảm giác như những ngày đầu tiên mình lên sân khấu. Nó xúc động, nó run tim đập rất là nhanh và nó lại hồi hộp trong từng câu hát một. Và ngày hôm nay thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả chị các bạn có mặt trong buổi tối hôm nay đã đến với live show yêu của Việt. Và thật đông đủ như thế này, thật xin cảm ơn rất là nhiều ạ.